Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh EF Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về các bạn một cái sản phẩm. Nói thiệt ra luôn là cái con này mình gọi là đặt chơi cho vui thôi á. Ai ngờ cái về thiệt. Nhìn cái tiêu đề thì Arcade Game Video Series. Rồi các bạn không biết nó là gì trong này luôn. Nó là của một cái sản phẩm của cái hãng gì EQA gì đó, Studio. Đây, Atlas Innovation Race. Đây, và đây là phía sau này là thông tin của nó. Và các bạn biết không, nói thiệt ra luôn nhiên cái lúc mà mình order á, thì mình không có nghĩ là con này cái bóc của nó nhìn nó ẩn dụ tới vậy. Nó không có cái gì trong này hết, màu tím. Rồi thì bây giờ không nói nhiều luôn, mình sẽ unbox con này ra luôn để khỏi mất thời gian chơi. Giờ nếu nói thì nó lại, các bạn không biết nó là con gì, mình đang nói về con gì. Ok ha. Đây, trước tiên đây là cái bài của nó. Và đây là sản phẩm. Xin giới thiệu với các bạn, đây là nhân vật Finisher. Nhưng mà nó lại ở trong cái tựa game là The Finisher Arcade Video Game, được phát hành bởi thằng Sega vào năm 1993. Trong cái tựa game này thì chúng ta sẽ được chọn hai nhân vật, một là Finisher, hai là Nick Fury. Thì hiện tại là nó đã ra được nhân vật Finisher rồi. Cái lúc mình đặt nhân vật này về là do mình coi trên màn hình nó cũng đẹp, thì mình cũng đặt về. Ai ngờ nó về thiệt luôn. Mình đặt chơi thôi á, thì cái ai ngờ nó về. Xong cái bây giờ là thôi coi như lấy ra review luôn. Cái con này thì theo mình đánh giá thì mình nhìn vô cái bóc, bạn nhìn nè, không hề có một thông tin nhân vật đồ gì luôn. Các bạn biết tại sao không? Vì đây là hãng thứ ba, họ sẽ né cái tên nhân vật ra để tránh bị đụng bản quyền với lại Marvel ha. Nếu như mà các bạn biết á, là những cái con mà nhân vật có bản quyền họ sẽ để đúng cái tên đó luôn. Ví dụ như dòng Marvel Legends họ sẽ để tên là Finisher ở ngay ngoài cái hộp luôn. Còn đằng này là nó không cho chúng ta thấy sản phẩm luôn, không cho chúng ta biết cái tên luôn. Là nó là con này là hàng thất bạc tây, hãng thứ ba. Nè các bạn thấy không? Nè nếu mà nhìn thấy cái logo như thế này, logo trên áo. Nếu như cái này mà để cái phía trước này nè, cái này nè là một cái miếng gọi là nhựa, mình nhựa trong, thì sẽ thấy con nhân vật này, mình sẽ thấy cái miếng này. Chắc chắn một điều luôn là con này nó sẽ bị đánh bản quyền, Marvel đánh bản quyền liền ha. Cho nên họ bắt buộc họ phải làm một cái bóc như thế này đấy, để né cái bản quyền ra thôi. Thì cũng giống như chơi những cái dòng fix mà thất bạc ti á, dòng gọi là hàng thứ ba á, là đa số họ cũng để sai tên. Khi mà họ đặt hàng là họ đặt trên mạng là họ đã để không đúng tên rồi, và cái sản phẩm của này nó cũng không có đúng tên luôn ha. Nhưng mà với những cái người mà chơi lâu năm, chắc chắn họ sẽ nhìn vào và họ biết đây là con gì ha. Ok hang, thì bây giờ mình sẽ tổng quan sơ bộ. Thì các bạn nhìn phía ngoài của nó nè, một là hai cây lục nè. Những cây này là cái súng nhỏ, thì nó này đang ở chế độ đã lên đạn, còn cái này đang chuẩn bị lên đạn. Hai cái hiệu ứng bắn bam bam, một cái cây súng dài. Rồi là một cái băng đạn, ba trái lựu đạn, một cái này với cái này thì để lát nữa mình coi. Một con dao nhỏ với một cái cây mã tấu. Bốn cái tay, tám cặp tay thay thế để hai bên. Hai cái súng này bắn liên thanh nè. Thì cái con này theo mình nhìn bề ngoài thì khá là bắt mắt, cũng đẹp. Rồi bây giờ thì mình sẽ gỡ nó ra ha. Bắt đầu nha. Nào, đấy. Các bạn nhìn thấy không? Đây, bây giờ mình sẽ gỡ con phích ra. Đó. Đấy, cầm vào thì cái vải của nó là dạng cái vải thun của nha các bạn. Cái vải này là vải thun á. Để các bạn nhìn nè, vải thun là chất liệu nè, vải thun nè. Nhìn cũng khá là ảo diệu nha, khớp nè, phích nè, các bạn nhìn gương mặt nè. Gương mặt nè, nhìn nó rất là ghê nha. Chỉ có một cái đầu thay thế và không có bản giấy hướng dẫn luôn. Thiệt luôn á, nè, cái chỗ này bằng nhựa nha các bạn. Cái này vải, khớp vải. Nhìn vào thì nó có vẻ hơi gọi là hơi bị gọi là lồi lên á, nhiều khi nó cũng vậy. Nhưng mà được cái là khớp khiết đồ đá đồ nó cũng ok lắm nha, khớp đồ nhìn nó cũng được lắm. Các bạn nhìn nè. Nhưng mà mình sợ là cái vải như thế này thì cái vải chất lượng nó mỏng quá, chất lượng vải như thế này yếu quá thì có thể có nguy cơ sau này nó sẽ bị rách hoặc bị giãn hoặc bị mục gì đó. Nhưng mà không sao, ở Việt Nam mình thì các bạn cứ
nhờ những cái bạn mình biết, cũng có nhiều bạn rất là khéo tay trong cái việc là may vá áo quần cho nhân vật á. Thì ở đây nè, đây là cái chỗ để, nhưng mà thật ra nó để trần thôi à, cho nó chả làm gì được hết. Nó là nguyên cục nhựa luôn các bạn, nó nguyên cục nhựa luôn, thiệt chán ghê luôn á. Đây cái áo nè các bạn nhìn nè, cái logo Vinisher nè các bạn nhìn thấy không, logo rất là đẹp nha. Cái này là hình như giống như kiểu in, giống như mấy cái áo in á, nó in lên cái chất liệu nào mà mình thì mình sợ là sau này nó sẽ bị bung tróc ra đó. Thì để thời gian lâu rồi chắc chắn là nó sẽ bung tróc rồi, con này là bắt buộc phải vậy rồi. Còn về nè các bạn nhìn nè, không nhìn khá là ok nha, fit khá là ok à. Rồi thì cái này á, là về tổng quan fit thì mình thấy con fit này cũng được, nhưng mà nó cái tay ở chỗ này á, nó hơi bị dở. Với lại các bạn nhìn kỹ nha, là cái cổ áo bên này nè, các bạn nhìn kỹ cổ áo bên này nè, nó may không có đều, nhìn không, nhìn nè, để mình lấy cái áo đầu ra nè đó, các bạn nhìn nè, cổ áo may á, tự nhiên cái bên này cao lên, bên này lại thấp xuống, nhìn nó rất khá là, gọi là khá là dở luôn á, mình gọi là dở luôn á. Thì cái dòng thớt bạc ti mà với cái giá thành chỉ có 50 đô thì mình nghĩ nó không có gì gọi là quá đòi hỏi ở một cái con fit như thế này. Thì ok, thì bây giờ mình sẽ coi nè, các bạn coi những cái khẩu súng nè, mình sẽ review những cái gọi là accessory của nó. Thì các bạn nhìn nha, đây là cái cây súng của nó nè, các bạn nhìn kỹ nè, cây súng nè, đấy, nhìn chi tiết nè, cũng ok nha các bạn, cây súng nhìn chi tiết khá là đẹp nha. Và đây là cái hiệu ứng bam, cái hiệu ứng bắn nè, đó, bắn vô, gắn vô, các bạn sẽ thấy đấy, thấy không, nó sẽ như thế này. Thì khi mà mình cho nhân vật mình á, cầm vũ khí lên á, thì nó sẽ như thế này nè. Rồi ra đấy. Ôi trời, khổ không nè, đó, khi mình cho nhân vật cầm vũ khí lên thì nó sẽ như thế này nha. Có gì lát nữa mình sẽ chụp hình mình cho các bạn coi review đấy, không đấy. Thì ở đây chúng ta còn có thêm rất là nhiều vũ khí khác nữa, ví dụ như là cái cây này chẳng hạn. Ôi cây này nè, nàng nhìn cái cây súng này nè. Nó hơi rồi nhìn kỹ nha, cái cây súng này nè, nhìn chi tiết nó rất là ok nha các bạn, súng nhìn chi tiết rất là đẹp nha. Rồi thêm một cái băng đạn nữa nha, nó có cả cái băng đạn luôn, nó cho các bạn một cái băng đạn nè. Đấy, các bạn nhìn thấy không, nó có cả cái chỗ này là cái viên đạn lồi ra luôn á, thấy không, họ làm cũng khá là, gọi là ở phần vũ khí thì mình chấm là cái vũ khí là làm là ok lắm á. Còn về cái này là cái gì đây, là ôi cha, để mình lấy ra luôn, để mình khời ra nha. Cha này điện thoại nó cứ bị mờ sao ấy, để bữa nào setting lại cái phần kia, cái phần quay phim á, cho nó không có bị gọi là mờ nè. Rồi thì ở đây các bạn nhìn kỹ nè, là nó, rồi chúng ta sẽ có gọi là, nè, thấy không, nó cho chúng ta gọi là ba trái lựu đạn nè, các bạn nhìn nè, đấy, ba trái lựu đạn. Ở đây là một cái kiểu cái bóp đựng súng, cái này mình nói thiệt ra nó là cái bóp đựng súng. Thì cái bóp đựng súng này mình sẽ dán vô trong, mình sẽ đeo vô cho con nhân vật này nha, đeo vô cho con nhân vật này. Đây, đây nè, đây nhìn nè, ở đây nha các bạn, cứ xỏ vô thẳng vô luôn, nó cũng đơn giản lắm nè, đó, đúng không, đơn giản không, xỏ thẳng vô đùi luôn là xong đấy, hãy kéo cho nó đều đều ra lại đó. Rồi ok, không thành vấn đề đâu. Ôi chỗ này nó hơi bị lồi thì các bạn cứ việc đấy, chè nó xuống sớm, đơn giản chưa. Nhớ mà, rồi ok ha, thì chúng ta sẽ coi như là thanh niên này sẽ đeo súng ở ngay đùi nữa nè, đó, mình sẽ làm động tác này nè, đó, động tác này, thấy không, này thấy không, làm động tác này liền, thấy không. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái cuộn dây này dùng để làm gì, thì nó là đeo sau lưng, cho đeo lên cho con fit của mình luôn nè. Để đây mình sẽ đeo nó vào nha, mình sẽ đeo vào cho con fit của mình luôn. Thì trước tiên mình sẽ, đây các bạn nhìn nè, tay nha, cái này
Đấy, các bạn cứ xỏ cái tay vào thôi. Đều tháo hạn chế tháo ra tháo vô nha các bạn. Cái này nó có thể bị giãn đó, nó là thun mà. Đa số cái này trên mình thấy cái này toàn bộ là làm bằng vải thun hết trơn luôn á. Cho nên thấy cũng dễ bị giãn lắm. Nhưng mà được cái là nó làm đẹp, phải công nhận là nó làm cũng ok. So với cái giá thành mà bỏ ra thì các bạn sẽ nhận lại được một con sản phẩm đúng nghĩa là chất lượng thì rẻ. Nó rẻ nhưng mà bù lại thì rẻ, chất lượng có vẻ không được ổn, nhưng mà bù lại thì giá thành nó ok. Nói chung là tiền nào thì của đó. Này các bạn nhìn nè, thấy không? Thì giờ nhân vật này đang đeo à, thấy không? Đeo ra nó sẽ như thế này, thì các bạn có thể giấu như thế nào đó thì đó tùy đó mỗi người. Đấy, thì nhân vật nó sẽ đeo như thế này ha. Và đây là bây giờ mình sẽ soi vào chi tiết của từng cái món đồ thôi. Đó, đây là vũ khí tiếp theo nè của nhân vật này. Đó là cái súng tiêu liên này nè, cái súng thanh này. Đấy, các bạn nhìn nè, đẹp không? Đấy, nó như thế này luôn. Nó sẽ như thế này. Đấy, nhìn rất là đã. Thì cầm lên nó vẫn cầm vừa tay à, chứ nó cũng không phải gọi là quá gọi là vượt trội gì nè, thấy không? Cứ cầm vừa tay thôi. Đúng. Thật ra khi mà họ bán cho mình là họ để cái tay này vô, tức là họ cầm gần như hết tất cả các vũ khí luôn á. Nè, thấy không? Hai bên hai súng nha các bạn. Đó, cầm hai bên hai súng. Bên này cũng cầm được nè. Đấy, bên này cũng cầm được. Thì các bạn cứ cho nó cầm cái con, cầm một cây dài, cầm một cây liên thanh với một cây kiểu lục giống như thế này thì cầm như thế này. Đó. Nói chung cũng không thành vấn đề gì. Nhưng mà ở cái chỗ này các bạn nên nhớ là ở trong nó hay bị rớt ra cái tay này của mình. Cái con này bị lỗi nhiều. Tay bị rớt ra, các bạn có thể tháo áo ra và các bạn gắn cái tay vô được. Cái đó thì hãy để chuyện sau. Còn bây giờ nè, chúng ta coi nè, các bạn nhìn nè. Trong này là còn nè, cái cây mã tấu nè, nhìn nó rất là ghê nha. Cây này là cây dao nè, cây mã tấu nè. Đấy, nhìn rất là ghê, rất là gọi là khá là khôn ngầu và đáng sợ luôn. Đó, cái tay. Rồi, cái tay này luôn. Thấy không? Thì giờ mình sẽ cho là một cái tay là cầm mã tấu. Các bạn nhìn là mã tấu nè, tay cầm mã tấu nè, nhìn là ghê không? Tay nó bén lẹm luôn. Tay cầm mã tấu nè, nhìn là ngầu hen. Còn đây là con dao. Con dao, mình không phải là chuyên gia binh khí, nhưng cho nên đây. Thấy không? Các bạn thấy không? Con dao nhìn nó rất là ngầu nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thay vào cho nhân vật này luôn. Thì thay tay á, cho nhân vật này á, là cái khớp tay á, rút ra nó sẽ dễ dàng rút lắm. Các bạn nhìn thấy không? Rút cái rẹt ra liền luôn á. Rồi sau đó là găm cái này vô. Vô dễ dàng luôn. Thấy không? Thấy không? Các bạn găm vô rất là dễ. Thấy không? Nhìn nó rất là đã nha các bạn. Con này nhìn tính ra cool ngầu lắm. Giờ cái tay này cũng vậy. Mình sẽ cũng găm cái tay vô luôn. Đó, cái tay vô nè. Đó, thấy không? Mình thấy không? Đó, rất là ok luôn ha. Rồi, ok ha. Thì ở đây là chúng ta còn có thêm, ở đây là mình sẽ có thêm là cái này nữa nè. Cái này là hai cái súng ở làm những cái tư thế gọi là đang lên đạn, đang bắn á các bạn. Cái súng này dạng kiểu như đang bắn á, hoặc là các bạn có thể làm theo kiểu gọi là đang lên đạn. Còn súng này là ở dạng bình thường nè, thấy không? Thấy cái cục bạc bạc nè, kiểu như là nó đang ở dạng chế độ trạng thái bình thường. Còn cái này là dạng là đang, một là đang bắn, hai là lên đạn. Có thể mình nghĩ cái này là lên đạn á. Tổng quan thì bé này thì mình thấy mọi thứ trong một cái giá thành gọi là khá là rẻ, là 50 đô thì mình nghĩ cũng ổn. Nhưng mà về chất lượng thì mình cũng không đánh giá cao con này lắm, cho nên con này mình chấm là 7 điểm nha. Ok hen. Thì thật ra thì con này thì cũng được, các bạn có thể mua về để chơi. À quên mất, nó có cái bay đấy đó. Nó cho cái bay, nó cho cái bay cũng khá là ok nè. Nó cho cái bay cũng khá là ok nè. Nè các bạn nhìn nè, cho cái bay ok lắm đó. Nè, cho cái bay này thì chúng ta có thể làm nhiều trò lắm. Đây nè, ví dụ như thế này, thế này, thế này nè. Đó, các bạn có thể cho nè,
Đấy, thấy không? Kẹp ngang vô đây, kẹp ngang vô đây nè, đó, các bạn cho nè, đấy. Thấy không? Để nè. Đứng cũng tốt lắm nha các bạn. Bay này cũng khá là cứng á, à, đứng tốt. Đúng không? Không bị gì cả. Ok ha. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Nếu như mà được thì góp ý thì các bạn comment ở phía dưới nha. Nếu được thì like, share, subscribe giùm mình để có gì ủng hộ mình làm thêm những clip tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.